Mến chào các bạn. Trong video này, Gót thông tin tới bạn cơ chế hoạt động của nắp hố ga ngăn mùi thông minh, hay còn gọi là hệ thống thoát nước ngăn mùi bằng van kiểu mới. Bên cạnh những tên gọi này, sản phẩm còn được gọi là bó vỉa gang cầu. Đây là sản phẩm thiết kế mới vô cùng độc đáo, có khả năng thu nước kết hợp ngăn mùi tuyệt vời. Sản phẩm gồm hai phần là hộp bó vỉa và lưới chắn rác được sản xuất từ chất liệu gang cầu siêu bền, chịu được tải trọng lớn lên đến 40 tấn, chống biến dạng và không bị ăn mòn. Với những đặc tính tuyệt vời như vậy, nắp hố ga ngăn mùi thông minh đang dần thay thế các sản phẩm truyền thống. Hãy cùng Gót xem nguyên lý hoạt động của bộ nắp hố ga ngăn mùi thông minh trong phóng sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sau đây nhé. Miệng hố ga kiểu mới có khả năng thu nước trên mặt đường, làm giảm ngập, chặn rác và đất đá chảy vào lòng cống, ngăn mùi hôi, sinh vật trong lòng cống thoát ra mặt đường bằng hệ thống van một chiều, nước không bị tràn ra ngoài. Cụ thể, khi trời mưa, nước sẽ gây áp lực khiến van một chiều mở ra để nước thoát vào trong cống. Khi thời tiết bình thường, hệ thống van này luôn được đóng kín nên mùi hôi không thể bốc lên từ cống. Và đây là một thí nghiệm dùng khói màu tượng trưng cho mùi hôi từ dưới cống thoát ra miệng cống. Và kết quả như quý vị đã nhìn thấy, khói màu không thoát ra ngoài. Điều đó có nghĩa là khi lắp đặt miệng hố ga mới này, khả năng ngăn mùi gần như đạt tuyệt đối. Cái hệ thống ngăn mùi này nó là hệ thống ngăn mùi bằng van nên nó không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Cái này nó khắc phục được cái hệ thống ngăn mùi truyền thống là bằng nước, hay là người ta thường gọi là khóa thủy lực, hay là gọi là con thỏ đấy. Thì nó cái truyền thống là dựa bằng nước để nó ngăn mùi. Thì nhưng mà vì là do cái hệ thống ngăn mùi truyền thống bằng nước đó nó phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, chẳng hạn như là mùa khô thì nó nhiều khi nước nó bốc hơi đi thì nó mất tác dụng ngăn mùi, và thứ hai nó không được thau rửa thường xuyên, nó dẫn đến là nó bị lắng cặn rồi nó bị nghẹt. Và cái vấn đề đó là ngay bản thân cái nước để ngăn mùi này nó đã bốc mùi rồi đó. Sau khi lắp đặt thử nghiệm, công ty sẽ lắp thêm 15 tuyến đường. Đến cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đánh giá về hiệu quả lắp đặt. Nếu những nắp cống trên đạt hiệu quả tốt, thành phố sẽ tiến hành thay thế dần dần hơn 80.000 miệng hố ga thu gom nước kiểu cũ trên địa bàn. Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt thí điểm mẫu hố ga mới này tại một số tuyến đường hẻm để đánh giá hiệu quả trước khi triển khai đại trà. Như vậy, với tính năng vô cùng tuyệt vời, cho đến hiện nay, không những Thành phố Hồ Chí Minh mà rất nhiều địa phương trên cả nước đã chuyển sang sử dụng hệ thống nắp hố ga ngăn mùi thông minh bằng van kiểu mới. May mắn rằng, Gót đã được góp phần cung cấp bộ bó vỉa ngăn mùi bằng gang cầu này cho các dự án lớn nhỏ, đặc biệt là khu vực thường xuyên phải chịu chiều cường phía Nam. Đối với tất cả các sản phẩm nắp hố ga ngăn mùi thông minh, Gót cam kết miễn phí thiết kế, chiết khấu cực cao, cam kết chất lượng và tài trọng. Mua nắp hố ga ngăn mùi thông minh tại Gót với mức giá tốt nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho nhà thầu. Sản phẩm giao hàng ngay tại chân công trình. Quý khách vui lòng nghiệm thu và kiểm tra kỹ sản phẩm khi nhận hàng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Gót tại hotline 0987 382 388 hoặc truy cập website naphoga.vn để biết thêm chi tiết. Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm tới mẫu sản phẩm nắp hố ga ngăn mùi thông minh của Gót. Kính chúc quý khách sức khỏe và thành công. Đăng ký kênh Nắp Hố Ga Song Chắn Rác Gót để nhận thông tin mới nhất nhé.